Hey, Dâu xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì hiện tại thì trang phục của Phong Tề Tiên Võ Thánh chúng ta vào ngày hôm nay đã được mở bán với giá ưu đãi là 799 quân huy, giá gốc của nó là 999 quân huy. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào mua và review cho mọi người về hiệu kỹ năng của trang phục này. Nếu bạn nào mà chưa sở hữu ấy thì các bạn hãy nhanh tay vào game sở hữu cho mình trang phục xịn sò này nha. Và trước khi vào video clip mình có thể bỏ ra 10 giây 1.000 like ra đăng ký kênh mình, đoạn ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Nira Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ý. Anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Và chính thức mở bán trang phục Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh thì thời gian mở bán ra từ ngày 16 tháng 6 cho ngày 30 tháng 6. Thì trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ được giảm giá ưu đãi cực kỳ ưu đãi luôn. Giá gốc của nó là 999 quân huy thì giảm giá xuống chỉ còn 799 quân huy nhá. Và trang phục này trang phục Ngộ Không Premium. Và trước khi và nếu bạn nào mà muốn sở hữu trang phục này với giá là 699 quân huy đấy, thì nếu bạn nào có trang phục Alistair huấn luyện viên bất bại ấy, thì các bạn sẽ có thể giảm giá trang phục này là tầm khoảng giảm giá 300 quân huy. Đó, thế nên mọi người mua trang phục Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh với giá là 699 quân huy nhá. Còn nếu bạn nào không có trang phục Alistair ấy, thì các bạn thể sở hữu trang phục này 799 quân huy thì cũng khá là ổn áp nha mọi người. Đó, thì nếu bạn nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Thì khi các bạn nạp quân huy trên kênh mình ấy, thì mình đảm bảo các bạn để quân huy sạch được là cung cấp 100%, còn mặt uy tín các bạn khỏi bàn rồi nhé. Ok, thì nếu các bạn muốn mua cái giá ưu đãi với giá là 799 quân huy ấy, thì mình khuyên các bạn nên mua cho mình khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 6 cho ngày 30 tháng 6. Thì trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ mua trang phục Ngộ Không khá là rẻ, thế mình khuyên các bạn nên mua trang phục Ngộ Không vào thời gian này nhé. Thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy cứ liên hệ qua số Zalo mình, đảm bảo uy tín 100% nhé. Và trước mặt mọi người là các chiêu thức và nội tại hiệu biên về của trang phục Ngộ Không. Thì với nội tại thì khi các bạn đập đất đúng không, các bạn sẽ đập kiểu như nung đất lên luôn, đồng thời sẽ có gậy cắm xuống đất. Và chiêu 1 thì các bạn sẽ bước vào trạng thái tàng hình. Chiêu 2 đây đó, chiêu 2 các bạn sẽ lướt thì ứng rất ok. Chiêu 3 các bạn sẽ gọi ra một Ngộ Không rất là khổng lồ, đồng thời sẽ có cái cờ cắn vào sau lưng kiểu đỏ rực kia luôn, rất xịn sò luôn. Và hiệu ứng biên về nhá. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào mua trang phục Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh và review cho mọi người full hiệu kỹ năng của trang phục Ngộ Không nhá. Mọi người đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình nha. Ok, thì trước mặt mọi người là trang phục Ngộ Không Tề Thiên Võ Thánh với giá là 799 quân huy để có thể sở được nhá. Và sau khoảng thời gian vào ngày 30 trở đi ấy, thì mình nhớ không nhầm như các bạn họ sẽ bán với giá gốc của nó, và sau giá gốc của nó là 999 quân huy thì các bạn sẽ đóng vĩnh viễn hay sao mọi người ạ. Đó, thì mình khuyên các bạn nên sở hữu ngay trang phục này trong khoảng thời gian này để các bạn mua với giá là chỉ có 799 quân huy nhé. Một trang phục thì mình đánh giá là cái ngoại hình và hiệu kỹ năng của nó rất là ok. Nhưng anh em nào mà thích những cái phim cổ trang kiếm hiệp, quên nhầm, những cái phim cổ trang của Trung Quốc ấy, phim Tôn Ngộ Không của Trung Quốc ấy, thì các bạn không thể nào bỏ qua cho mình trang phục này, khung rất là ok nhé. Đó, khung rất là đẹp luôn. Ok, thì sau đây thì mình sẽ review cho người về màn xuất hiện, ngoại hình và full liệu kỹ năng của trang phục Ngộ Không, và sẽ chia sẻ cho mọi người xem trang phục này với 799 quân huy các bạn có đáng sở hữu hay không nhé. Đó, thì sau đây thì mình sẽ review lại cho mọi người về màn xuất hiện chậm của trang phục Ngộ Không. Các bạn sẽ để ý là trên trời sẽ có một cái bàn tay bắt Ngộ Không, xong Ngộ Không sẽ nhảy lên này. Đó, đập gãy tay luôn anh em ạ. Đó, rất là kinh khủng luôn. Đẹp dã ma luôn đấy mọi người. Mặt xuất hiện mình thấy là khá đẹp nha, lướt này. Trời ơi, Ngộ Không sẽ đeo cái cờ, khả năng cờ đó sẽ có 4 chữ Trung Quốc. Mình không biết là chữ này chữ gì, nhưng khả năng là chữ Tề Thiên Võ Thánh hay sao mọi người ạ. Hoặc là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng mà trong một ngày Tề Thiên Võ Thánh, khả năng là tên đó là tên Tề Thiên Võ Thánh nha mọi người. Đấy, mặt trông rất là kiểu, rất là khó tính. Tóc thì kiểu như màu bạc bạc, xong nó kiểu có cái chỏm vàng vàng mọi người. Đó, mặc bộ áo kiểu chiến giáp luôn mọi người, đánh rất là ngầu luôn. Đó, đuôi đằng sau phát sáng này. Đằng sau sẽ đeo 4 cái cờ. Cờ này phát sáng kiểu màu xanh ấy mọi người, tạo hiệu ứng màu xanh. Đằng sau các bạn sẽ thấy là có một cái bầu trời mây đen cuộn, xong có những kiểu cái cột trời này, cột gì ấy, mọi người. Xong có mặt Tôn Ngộ Không ở cái góc bên phải ấy, trông kiểu rất buồn cười luôn. Chất chưa? Trang phục này cực kỳ đẹp luôn. Theo mình đánh giá thì các bạn nên sở hữu, tại vì trang phục này mình thấy là sáng nay thì mình bán cho kiểu khá nhiều bạn rồi. Thế mình nghĩ là trang phục này nhiều khá nhiều bạn thích và mong chờ đúng không? Có trang phục Na thì mình nhớ nhầm như hai mấy là ra rồi ấy mọi người, trang phục Na mới đó.
Đây, thì khi một không di chuyển đúng không, các bạn sẽ thấy là kiểu tí mình sẽ review cho mọi người về không di chuyển. Đây, mình về nhé, sẽ có một cái gậy cắm xuống. Đấy, hộ cơ năng kiểu rất là đẹp luôn. Ui, đẹp thật sự luôn mọi người. Đây, mình sẽ biến về lại cho mọi người nhé. Đẹp chưa? Quá đẹp, đẹp quá trời luôn mọi người. Đây, khi mà Ngộ Không di chuyển đúng không, các bạn thấy sẽ thấy Ngộ Không kiểu di chuyển thành bay mọi người, lướt trên cân đầu vân. Xịn xò chưa? Cực kỳ xịn xò luôn. 799 con Huy các bạn sở hữu trong vùng này mình thấy là khá là hợp lý và đẹp. Đó, rất là xịn xò luôn. Đây, khi mà di chuyển thì Ngộ Không sẽ cưỡi mây nha mọi người, cưỡi cân đầu vân ấy. Xong không sẽ kiểu che mắt, xong kiểu đang soi nhìn về phía trước ấy. Chiêu 1 này, mình khá thích chiêu 1 của trang phục này, nó như kiểu trang phục của Xương Việt ấy. Thì khi các bạn kích hoạt ấy, thì nó sẽ tan biến nhanh. Thì nó rất là đẹp, nhưng mà kiểu nó tan biến nhanh thì giúp các bạn kiểu khó phát hiện ấy. Như là kiểu là trang phục Ngộ Không chiến giáp mọi người, nó hiện ra một cái bàn tay chắp lại ấy, kiểu rất dễ phát hiện. Đó. Đây, nội tại này, đập rất đẹp luôn. Chiêu 1 nội tại này. Đấy, chiêu cuối nha, các bạn sẽ đập ra một cái gậy trên trời đập xuống kiểu chọc thủng lung đất luôn. Họ chưa một nha, đẹp phết mọi người. Chưa một, chưa hai này, chưa hai mình thấy là khá là ổn nhé. Chưa cuối nha, chưa cuối rất đẹp luôn. Thì khi các bạn kết quả chưa cuối không, các bạn sẽ gọi ra một con Ngộ Không kiểu màu đen đen mọi người, xong sẽ có kiểu khổng lồ, xong có bốn cờ sau lưng. Đấy, thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì các bạn nên sở hữu trang phục Ngộ Không để thiên võ thánh này nha. Đó, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây. Và hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình đó 0359188642 nha. Và sau đây thì mình sẽ chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.